Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Pond Gaming, được tạo ra nhờ sức mạnh của trí tuệ nhân tạo. Chỉ cần ghép hai từ lại là ra một từ mới. Bạn có thể tạo ra bất cứ từ gì bạn nghĩ đến. Trở ngại duy nhất là óc sáng tạo của bạn. Từ game hôm nay mình sẽ phá đảo là Infinite Craft. Trước tiên, mình xin cảm ơn các bạn khán giả đã donate cho mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Infinite Craft, tạm dịch là ghép chữ vô tận, là một trò chơi cực kỳ phổ biến trên thế giới gần đây. Bạn có thể chơi nó ngay bây giờ bằng cách truy cập vào đường dẫn trên màn hình. Nếu bạn thấy quen quen thì nó chính là trang web mình đã phá đảo trò chơi mật khẩu cách đây vài tháng. Infinite Craft chơi như thế nào? Chúng ta có 4 nguyên tố: nước, lửa, gió và đất. Nước kết hợp với lửa sẽ ra steam, hơi nước. Nước kết hợp với gió sẽ ra wave, cơn sóng. Nước kết hợp với đất sẽ ra plant, mầm cây. Cứ như thế, bạn có thể ghép hai từ bất kỳ để tạo ra từ mới. Vì game này được tạo ra nhờ sức mạnh của trí tuệ nhân tạo, nên bạn có thể tạo ra bất kỳ từ gì. Mục tiêu của mình hôm nay là tạo ra từ Pikachu. Khoan đã, làm thế nào mà 4 nguyên tố nước, lửa, gió, đất lại tạo ra Pikachu được chứ? Nếu bạn thắc mắc như thế thì mình xin nhắc lại rằng game này sử dụng trí tuệ nhân tạo để tạo ra từ mới. Trí tuệ nhân tạo hiện đang phát triển rất mạnh và nó sẽ liên tục học hỏi, tiến hóa và nâng cấp để tạo ra từ mới trong Infinite Craft. Nói nhiều thì mất hay nên ta sẽ vào quá trình phá đảo luôn. Mình thử ghép nước và mầm cây thì nó ra swamp, đầm lầy. Khá là hợp lý vì đầm lầy thường có nước và các mầm cây nhỏ. Tiếp tục thử ghép gió và mầm cây thì nó ra dandelion, hoa bồ công anh. Cũng hợp lý vì khi gió thổi thì mấy hoa bồ công anh nhỏ sẽ bay đi tìm vùng đất mới. Nếu cho mầm cây với đất thì sẽ ra tree, cây cối. Và khi kết hợp cây cối với hoa bồ công anh thì nó sẽ ra wish, điều ước. Trí tuệ nhân tạo cũng chỉ là máy móc. Có những lúc nó rất thông minh làm chúng ta bất ngờ, lại có những lúc nó ngu như bò vậy. Vì thế đôi khi cái từ ghép ra cũng không logic tí nào đâu. Giới thiệu sơ như vậy là đủ. Giờ là lúc ta phải lên kế hoạch để có được từ Pikachu. Mình dám chắc đến 99% rằng chỉ cần kết hợp Pokemon và điện thì sẽ ra được từ Pikachu. Điện thì có vẻ dễ tạo ra, nhưng làm sao để tạo ra Pokemon? Nó là một từ phổ biến với chúng ta, nhưng làm sao để trí tuệ nhân tạo nhận ra được nó? Nếu bạn chưa biết thì Pokemon là viết tắt của Pocket Monster. Như vậy nếu tạo ra được hai từ này thì mình có thể ghép lại thành Pokemon. Ngoài ra có những từ rất hữu ích trong công cuộc phá đảo là Nhật Bản, manga, anime. Nếu có thể tạo ra những từ này thì nó sẽ giúp mình rất nhiều. Và đời không như là mơ, không có bất cứ thứ gì đi theo dự tính của mình cả. Mình ghép điều ước và lửa thì nó ra Chini. Và mình không biết Chini là gì luôn. Sau khi chơi xong mình có lên Google tìm hiểu. Chini là một linh hồn phép thuật trong truyền thuyết Ả Rập. Linh hồn này sẽ làm bất cứ mọi điều mà người điều khiển nó muốn. Mình thử ghép tất cả các từ với nhau và ra được rất nhiều từ mới, như là con heo, sóng thần, bữa sáng, núi lửa, vân vân. Bằng cách thần kỳ nào đó thì núi ghép với bánh mì ra bỏng ngô, bỏng ngô ghép với tiền lại ra movie, bộ phim. Đây là một từ khá quan trọng vì Pokemon cũng là một bộ phim. Nhưng làm cách nào để ra Pokemon từ bộ phim thì mình không biết. Nhà bang với tiền sẽ ra giàu. Bạn có thể ghép một từ với chính nó. Mình ghép giàu với giàu thì ra giàu hơn. Giàu hơn với giàu hơn thì ra giàu nhất. Và đố các bạn biết giàu nhất ghép với sách sẽ ra gì? Câu trả lời là Bill Gates. Cực kỳ hợp lý vì Bill Gates đọc rất nhiều sách. Tiếp tục ghép bừa mọi thứ thì mình tạo ra được con rồng, kỳ lân, cầu vồng, ngũ cốc, sản phẩm. Thiệt sự là mình cũng không biết tìm đường nào để đi đến Pikachu luôn. Nhưng mình biết rằng nếu ghép Bill Gates với ngành công nghiệp thì sẽ ra Microsoft. Và từ Microsoft mình tạo ra được Windows, Windows 10. Với rất nhiều từ ngữ liên quan đến tiền thì cuối cùng mình đã tìm ra từ Xelsopoly, một từ mới hoàn toàn và chưa được bất cứ ai tìm ra trước đó. Mình ra Google thử xem có phải vậy không. Tuy không ra kết quả nhưng mình dám chắc rằng First Discovery nghĩa là mình là người đầu tiên tạo ra từ đó. Windows 7 ghép với lợi nhuận sẽ ra Windows 8. Mình tưởng Windows 8 ghép tiếp với lợi nhuận sẽ ra Windows 10 nhưng không. Nó ra Loss, sự mất mát đau thương. Và Loss kết hợp với Rainbow sẽ ra Hope, hy vọng. Mấy từ này khá phổ biến nên nó cũng có thể giúp mình. Cá và hơi nước kết hợp lại ra Sushi. Mình rất vui khi tìm ra từ Sushi vì Sushi rất gần với Nhật Bản rồi. Sau khi mày mò một hồi mình tạo ra thêm Sashimi, Wasabi, cơm và Bento. Mình cảm giác như đang thống trị ngành ẩm thực Nhật Bản. Nhưng vấn đề là mò mãi không ra được từ Nhật Bản. Tuy rất gần nhưng làm sao để đến đó thì mình không biết. Sushi kết hợp với rừng thì sẽ ra Bamboo, cây tre. Cây tre và cây tre tạo ra rừng tre. Và rừng tre với tiền sẽ ra Panda, gấu trúc. Đúng như mình dự đoán, Panda và Rạp Phim kết hợp lại sẽ ra Kung Fu Panda. Phim Panda ra Kung Fu Panda. Đấy không bao giờ sai. Từ Kung Fu Panda mình tạo ra được Po, thằng nhân vật chính trong phim. Và Po với Po thì lại ra Poop, cục phân. Lý do duy nhất cho kết quả này là nó ghép hai chữ Po lại để ra chữ Poop. Mình không ngờ trí tuệ nhân tạo cũng có khiếu hài hước. Và rồi mình tạo ra được Love, tình yêu. Tình yêu kết hợp với phân ra em bé. Cũng không hiểu tại sao luôn. Nhưng từ hai từ đó mình tạo ra được rất nhiều từ khác hữu ích như là Valentine, trẻ vị thành niên, người lớn, vân vân. Rồi mình tạo ra thêm một đống từ liên quan tới sự hài hước.
Hơi, đi vòng vòng mãi không biết bao giờ mới ra được Pikachu. Con người kết hợp với siêu núi lửa sẽ ra Superman. Nghe thì tào lao nhưng nghĩ lại cũng thấy hợp lý phết. Và từ Superman mình ra được Batman, Joker. Joker kết hợp với tiệc trà lại ra Mad Hatter. Cái này là cực kỳ hợp lý luôn. Mad Hatter là một nhân vật trong truyện Alice ở xứ sở thần tiên. Hắn là một tên ngáo đá hay thích đùa giỡn trong buổi tiệc trà mà Alice tham gia. Thực sự thì mình rất bất ngờ khi trí tuệ nhân tạo có thể tạo ra sự kết hợp độc đáo này. Dù gì thì Alice ở xứ sở thần tiên cũng là một tiểu thuyết dành cho trẻ em cách đây hơn 150 năm rồi. Và kết hợp bậy bạ một hồi thì mình ra Harley Quinn luôn. Kiểu này mọi siêu anh hùng đều không thể thoát khỏi tầm tay của mình. Sách và phim kết hợp lại sẽ ra Harry Potter. Nghe khá tào lao nhưng đừng quên rằng Harry Potter là một trong những thương hiệu thành công to lớn, cả trong sách và trong phim. Bộ phim kết hợp với tan vỡ, chắc chắn rồi, đó là Titanic. Game càng chơi càng vui nhưng đừng quên rằng mục tiêu của chúng ta là Pikachu. Và mình đã bí, thực sự bí. Mình không biết làm thế nào để tiếp cận được từ Pikachu. Thậm chí mình còn không làm ra từ Pokemon, hay xa hơn là Nhật Bản nữa. Quá bất lực nên ta lại đến với chuyên mục ghép bừa mọi thứ. Vô tình mình lại tạo ra từ Laughing Potter, một từ chưa từng xuất hiện trước đó bao giờ. Và chắc chắn là nó cũng chẳng giúp gì cho mình. Frankenstein kết hợp với Bo lại ra Monster, quái vật. Đến đây thì mình rất vui. Nhắc lại rằng Pokemon là viết tắt của Pocket Monster. Và mình đã ra được từ Monster rồi. Nhưng từ Pocket thì nhìn có vẻ khoai thật sự. Mình lại không biết làm gì nên kết hợp bừa. Chỉ trong vài giây mình ra được từ Kraken, Archimedes và cả Einstein nữa. Xem ra càng ngày càng đi xa. Nhân tiện mình muốn nhấn mạnh một điều quan trọng. Nếu các bạn định chơi trò này thì mình nghĩ không nên xem hướng dẫn trên mạng. Cứ tự do kết hợp mọi thứ, tư duy và cố gắng tìm ra từ khóa mà bạn mong muốn. Đừng bao giờ nghi ngờ liệu bạn có thể tạo ra được từ đó không. Nếu mình có thể tạo ra Pikachu thì bạn có thể tạo ra bất cứ thứ gì. Đó là quan điểm của mình để có trải nghiệm vui nhất khi chơi Infinite Craft. Nhưng bạn hoàn toàn có thể chơi theo cách bạn muốn. Mục đích khi chơi game chẳng phải là để có thêm niềm vui sao? Sau khi liên tục kéo thả như một thằng vô tri thì bỗng nhiên nó ra từ Trump. Có hai điều quan trọng ở đây. Thứ nhất là tại sao nó lại để icon cục phân cho Trump? Khiếu hài hước của game này hơi cao rồi đó. Thứ hai là tại sao lại ra được từ Trump? Tua chậm lại thì mình đã kết hợp hai từ phá sản và hy vọng. Một lần nữa, trí tuệ nhân tạo lại tạo ra từ mới một cách vô cùng hợp lý. Donald Trump trước khi làm tổng thống Mỹ thì ông đã là một doanh nhân bất động sản thành đạt. Ông có rất nhiều lần thất bại, có những lúc nợ ngân hàng cả trăm triệu đô. Nhưng với sức mạnh phi thường thì ông vẫn đứng lên chiến đấu tiếp. Cái hay của tựa game này là nó nắm bắt rất nhiều thông tin và đưa ra từ kết hợp khá hợp lý trong phần lớn thời gian. Và nếu bạn kết hợp Trump với khóc thì sẽ ra từ Twitter. Cách đây vài năm trong cuộc tranh cử tổng thống với Joe Biden, khi thua thì Donald Trump đã lên Twitter chém gió rất nhiều. Chính vì thế nhiều người nói rằng Trump chỉ biết khóc lóc như một kẻ thua trận. Kết hợp một hồi mình ra từ Hannibal Lecter, một kẻ sát nhân cực kỳ thông minh trong bộ phim Sự im lặng của bầy cừu. Bộ phim này đã từng giành được rất nhiều giải Oscar. Mình thì chưa xem phim nhưng có đọc qua sách rồi. Sách khá nặng về mặt tâm lý. Khi đi sâu vào từ Einstein thì mình tạo ra Black Hole, lỗ đen, Wormhole, lỗ sâu, Dark Matter, vật chất tối. Nói chung toàn là mấy từ ngữ chuyên ngành về vũ trụ. Tính đến lúc này mình đã chơi game gần 1 tiếng rưỡi rồi. Sẽ là nói dối nếu mình nói là mình không nản. Thật sự là mình rất nản. Mình đã thấy người ta tạo ra những từ như là Naruto, Goku. Nhưng mình không hiểu sao mình không làm được. Thậm chí mình còn không thấy một tia hy vọng gì luôn. Từ nãy tới giờ không có bất cứ từ gì gần với Pikachu cả. Nhưng dù nản cỡ nào thì mình vẫn quyết tâm chơi tiếp. Vẫn như mọi khi, tuy mình ngu nhưng được cái kiên trì. Nếu kết hợp khủng long và phim bom tấn thì chắc chắn rồi. Đáp án là Jurassic Park, công viên kỷ Jura. Và nếu kết hợp Jurassic Park với nhà sản xuất phim thì ta sẽ ra Steven Spielberg. Lúc chơi mình không biết nhưng thực tế mình đã rất gần với đáp án rồi. Mình thử kết hợp phim bom tấn với Sự im lặng của bầy cừu thì bất ngờ chưa. Đáp án là Netflix. Netflix kết hợp với Windows 8 lại ra app, ứng dụng. Chẳng có một tí logic nào cả. App với app thì ra App Store. Và đây mới là khúc quan trọng. App Store với Monster ra Monster Hunter. Điều này làm mình thay đổi chiến thuật ngay lập tức. Giải thích một tí. Monster Hunter là một dòng game săn quái vật của Nhật Bản ra đời năm 2004. Tính đến nay, Monster Hunter đã có mặt trên đa dạng các nền tảng gồm PC, console và mobile. Nhắc lại một lần nữa, Monster Hunter là một dòng game săn quái vật. Bạn đã nghĩ ra ý tưởng gì chưa? Đúng vậy, chúng ta sẽ không đi đến Pokemon bằng Pocket và Monster nữa. Chúng ta sẽ đi đến Pokemon bằng Pokemon Go. Pokemon Go là trò chơi ra mắt năm 2016. Trong trò chơi này, bạn phải cầm điện thoại đi ra ngoài đường săn các Pokemon. Pokemon Go có quan hệ mật thiết với Monster Hunter vì cả hai đều là game săn quái vật. Và đúng như mình dự đoán, khi kết hợp Monster Hunter và app thì nó ra Pokemon Go. Thật sự là mình vui không gì tả nổi. Gần 1 tiếng rưỡi tưởng chừng như vô vọng thì cuối cùng mình đã làm ra được từ Pokemon. Nó giúp giải tỏa mọi gánh nặng từ lúc bắt đầu chơi game tới giờ. Đến đây thì mọi thứ dễ rồi. Mình sẽ kết hợp Pokemon Go với tất cả những từ mình đang có. Kiểu gì chẳng ra đáp án. Và khi kết hợp Pokemon Go với đất thì ta đã có Pokemon. Đến đây là rất gần rồi.
Đúng ra mình phải tìm từ điển và kết hợp Pokemon với nó. Nhưng thôi kệ, giờ mình chỉ việc kết hợp Pokemon với cả ngàn từ ở đây. Kiểu gì mà chẳng ra Pikachu. Pokemon kết hợp với nước ra Squirtle. Pokemon kết hợp với lửa ra Charizard. Pokemon kết hợp với mầm cây ra Bulbasaur. Pokemon kết hợp với điều ước ra Mew. Pokemon kết hợp với hoa bồ công anh ra Weedle. Pokemon kết hợp với đầm lầy ra Mudkip. Và cuối cùng, sau rất nhiều gian nan mệt mỏi thì Pokemon kết hợp với Chini ra Pikachu. Thật là buồn cười. Ở đầu video mình có nói rằng Chini là một linh hồn phép thuật trong truyền thuyết Ả Rập. Linh hồn này sẽ làm bất cứ mọi điều mà người điều khiển nó muốn. Và có vẻ như Chini đã làm đúng điều mà mình muốn, đó là tạo ra Pikachu. Không chỉ Pikachu, tất cả từ gì bạn nghĩ đến đều có thể tạo ra được. Giới hạn duy nhất của con người là giới hạn do tự chúng ta đặt ra. Và như vậy là mình đã phá đáo Infinite Craft, một trò chơi rất phổ biến trên thế giới và cũng cực kỳ thú vị. Nếu các bạn thích video này thì like, share và subscribe, hoặc tốt hơn nữa là donate. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.